nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi, thì tối đêm nay thì quay phim có tổ chức cho anh em mình một cuộc thi đấu nha bạn. Đó chính là ăn gà luộc nha. Thì trên bàn anh em mình có 4 con gà luộc nha bạn. Thì đây, thì quay phim nó đã tuyển chọn từng con ở ngoài quán rồi nha bạn. Thì mỗi con nó sẽ có chênh lệch nhau 1-2-30 gram nha bạn. Tại gà thì không thể nào mà nó bằng trang được nha bạn. Hơn chu mê gũi nha. Thì anh em mình về đã cắt cái cổ và cái đầu bỏ qua bên nha. Tại vì YouTube nó sẽ đánh anh em mình nha bạn. Thì 4 con gà này thì tương ứng với 4 anh em mình. Okay. Thì đây là cục xí ngầu nha bạn. Thì có 6 mặt, 1-2-3-4-5-6. Anh em mình sẽ chơi như thế này. 1-2-3 là mặt 1-2-3 là giữ nguyên 1-2-3, 4-5-6 vẫn là 1-2-3 luôn. Số 4 là 1 phải không? 4 là 1, 5 là 2, 6 là 3. Okay. Giống như là 6 mặt này là 1-2-3 hết nha. Rồi. Okay. Tung lên, mỗi người sẽ tung lên, tung cục xí ngầu lên, dớt vào mặt 1 thì sẽ có 1 phút để ăn gà. Số 2 được 2 phút, số 3 thì được 3 phút. Ăn hết một vòng thì tung cục xí ngầu lại. Thì ai vô số lượng nào thì cứ việc ăn số lượng đó. Mà người nào mà ăn con gà này trước và sạch thịt thì sẽ nhận 500 gram. Okay, hôm nay mình giới thiệu dòng phim các bạn, tại vì mình hay quá nên mình giới thiệu luôn. quay thì đây, thì bốn con gà này bố anh em mình sẽ quế để chọn gà hơn xuôi bị gối. Gà trước lấy con này, kế tiếp lấy con này, rồi kế tiếp con này, thằng nào con tốt lấy con này. Ok, đó cho công bằng luôn các bạn, hơn xuôi may gối nha. Tại vì hôm nay thì không có phân biệt ai ăn mạnh và ăn yếu được các bạn, tại vì tùy theo cục xí ngầu nha. Tại vì nếu mà mình ăn mạnh đi mà mình dùng 1 phút thì mình cạp được có 2 cạp chưa nuốt được hết, đúng không? Đúng. Dùng được 3 phút thì có thời gian rộng rồi để ăn nha. Hên xui mày gũi nha bạn, nên không phân biệt ăn mạnh yếu mà hên xui mày gũi vào cục xí ngầu này nha. Ok, lấp dắt vô phụ quế chọn gà nha. Gà trước là lụm con đó gà qua thì gánh này dẹo đây cái này không. Ok, quá thì dẹn lấp để tôi cái đó cho lên. Ô quế còn bây giờ là thể dục luôn, con hết lượt phát lộ luôn, con hết lượt á, con hết lượt thôi, một lượt xong rồi mới làm vô bao nhiêu phút thì ăn, bao nhiêu phút 3 phút thì ăn mới lại ông nha, 1 phút rồi 1 phút là 1-2-3 nha, 3 phút ba phút A few moments later. Bây giờ thì bốn anh em mình vào cuộc chiến nha bạn. Thì gà anh em mình của ai thì ngay trước mặt người đó hết trơn nha. Okay. Thì lùng 1 phút, đạt 3 phút, mình dần te 2 phút nha bạn. Thì hết thời gian này thì anh em mình sẽ tung xí ngầu lại cho đợt sau nha. Okay. Rồi, dứt. Lực chơi tất cả. Lắm. Lực chơi là anh em ăn cố gắng ăn thật sạch thịt. Sạch thịt. Nếu mà trong thời gian mà tới thời gian mình để mừng như lùng 1 phút đi mà hết 1 phút rồi trong miệng còn ngậm mới luôn, lại chơi vòng sau. Okay. Chơi không okay. Đừng nuốt nha. Ok không? Đúng, okay, hết giờ mà. Tránh tình huống là gần hết giờ mà ngậm vô một họng thiệt bự nha bạn. Đúng rồi, 3 cái. Kêu là ngậm một họng lại luôn á. Là trong như hết giờ trong họng còn nhiêu ngậm lại. Ok. Ngậm họng hồi ối luôn. Ối vậy bây giờ phải vậy nè. Đừng bấm quá thì hết giờ không? Ừ. Đúng rồi. Rồi nha, tôi bấm thời gian nha. 3 phút nha bạn. Tự coi, nè, tự coi thời gian nha, ăn tự đi thời gian mình nha. Okay. Ai mấy phút mình nhớ nha. Ông cái gì, ông cực là ông tao ngừng là ông lùn 1-3-2-2 ok chơi nha. 1-2-3 mời tất cả các bạn ăn gà các bạn, mời tất cả các bạn ăn gà nha, mời tất cả các bạn ăn gà. Trời ơi, ngon quá trời. Ừ. Này, ăn ngon nè. Ừ. Ngon lắm trời. Đủ sạch thịt nha bà con, sạch thịt nha. Đúng rồi, mình còn 1 phút rồi mà mình ngưng nha. Con hồi ghét rồi ha, được không? Gì mới đây lụn còn có 35 giây chạy. Ăn gì đẹp gái hả? Đủ.
ngon không chạy? Ngon lắm luôn. Thôi bạn ăn được nha bạn. Vậy anh em mình luộc nóng lên cái ngon trần. Không. Ngon ngon. Đủ lồng cao 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 đủ đủ. Lồng còn 11 giây, 10 giây. 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi, một người dừng. Mời các bạn nha. Một phút quay ngược của ông nữa. Trời 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 trời, trời văng các bạn nha. Văng tôi nha. À. Chúng ta phút ăn có đồ không trời. Đúng rồi, cái đồ. Trời ơi, ngon ngon rồi. Ngon, giả ngon, giả. Dặm cái chấm làm ngon nữa. Đủ. Hai người ăn rất là dài. Dìu nhai hoài nha, không hết chứ không chậm. À, không múc được. Hai bốn không chậm. Được không? Mấy gì nữa. Đủ. Đạt hết hai đùi rồi nha. Được rồi. Đủ. 17 rồi. 16, 15, 4, 13, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Đừng đừng ngậm hỏng giỡn, bạn ngậm hỏng hồn nữa mà. Tí này chẳng hết nữa. Rồi, ngậm ta đây nó chịu luôn đi. Nói chuyện không à, cũng đi nói chuyện. Thì ngậm ta đây nó chịu. Đó, mà đã ngừng, đầy chưa, gạo mày hết rồi, tế luôn á. Ngậm chân cũng găng luôn. Cũng đỡ quả bạn ơi. Giờ 2 phút ăn được có 2 cái đùi trời. Trời, không, 2 phút ăn được cái đùi với cái bệ thịt không nội. 2 cái đùi. Bệ thịt. Ê, tôi quặn được cái phong cầu nữa. Trời, trời, xíu xem muốn chào quân. Đồ hôm nãy kia giờ. Đã có nhăn miếng. Anh ơi trời. Quá ngon luôn, quá chẳng luôn. Ông đang xịt thịt đó hôm nay. Ông mà gà đang ngon nha bạn. Mình dắt vô qua cái má này nha bạn. 25 giây nữa. Trời ơi con thì lự với ông nội. Sao đang đã còn nước con cái gì trời. Ê, dòng sao mà ông đang cũng vô 3 phút nữa cái là ngon luôn á. Ngon quá. Vô hồi con luôn lần. Bây giờ sao mà xui lại liền 1 phút là ở đâu đợi đâu. 10 giây đếm ngược. Đang ngay cả đẩy ngậm hầu cầu cho tất cả thử luôn á. Lỡ nhân lụng vô bước lên sao ta. Lúc nữa thì ông nhìn kìa. Rồi. Hết giờ. Hết giờ. Rồi ok anh em mình tới lượt thứ hai nha bạn. Cú lùng. Chúc cho thầy rút nghiệm nha. Thì quýnh dắt cú lùng. Ngậm có chịu không á. Một phút cần xỉu luôn lùng. 3 phút đi ông bạn. 2 phút. Đúng. Lên 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 lên. Lên lại rồi lên lại rồi. Cái mình nha mấy bạn. Hỏi cái này con lên xuống đây. Đó, 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 đó. Đó, đó. Đó, đó. Đó, đó. Đó, đó. Đó, chắc mình nhai cùng này luôn các bạn ơi. Một phút. Một phút. Một phút. Một phút. Sáu, ba phút. Một hai ba ba này tiếp tục các bạn. Trời, còn ngon. Đủ gì chứ nè. Còn ngon lắm. Ba phút còn ngon lắm nha. Còn ngon lắm. Lùn lên tăng lên 2 phút rồi, anh hai giảm thế này kỳ vậy này. Giảm xuống còn phút, còn cục đây chứ nè. Rồi chứ bà nha. Ok. Ba phút tiếp tục nha. Ok. 1, 2, 3, rồi vô. Mời các bạn tiếp nha các bạn. Mời tiếp nha. Đủ. Vô mời các bạn nha. Đủ ngon cái chạy. Đủ vậy chạy. Đủ. Ăn đại gì cho bạn. Ừ, cạp luôn đi. Cho bạn không? Ừ. Đúng. Anh hai có phút nha anh hai. Ủa, miếng thịt đó của ai vậy? Đúng rồi. Đó, vậy đó. Cái chút rồi quá. Ừ, có phút thì mau lại ăn, ăn lẻ trời. Còn lại bao giây nha anh hai? Đâu. Cho mua à. Các bạn nha. Muối ớt nè. Ê trời tới hai ớt này mệt mỏi nè. Quá sạch thịt rồi. Hai ớt thịt. Mời các bạn nha. Vô bạn ớt mời bạn ớt nữa bạn. Anh hai còn 8 giây. 7 6 5 4 3 2 1 rồi. Cuốn cái điệu gì vậy? Cuốn cái điệu gì vậy? Còn dính miếng rồi ông. Ê ơi đâu quá. Lấy overgrowth rồi trời. Cất overgrowth rồi trời. Lùng còn 5-3 giây đếm ngược. Miếng nhỏ giống hạt tiêu. Đủ ngon cái trời, hai ông này bằng phút nha. Gì tôi đã đủ cái trời. Ừ đúng rồi, ngon quá, ngon quá. Gà quá ngon, ớt, gà ngon quá. Luôn trời. Ngon mà trời. Ngon thật quá thật rồi. Nghe có thịt nhiều. Đủ. Gì mà bọn lẹ với trời, ẩu phộng chưa ăn được cái một câu kịp nữa. Cái gì này bỏ xa dữ này. Tại đùa máu quét bỏ xa dữ ta.
Ngừng hơi bị lâu luôn nè. Ngừng bị hơi bị lâu luôn hả? Ừ. Đang ăn con miệng nó chưa kịp ngất đi, chưa xong hứt nữa. Mời bạn cánh nha. 17 giây cũng lùng, đếm lượt. 15, 14. 3. 12. 11. 9. 8. Gọn kịp nuốt không? 7. 6, 5, 4, 3, không uống nước rồi, 2, 1, rồi, hết rồi. Không dám để ngậm luôn. Trời ơi, em cố này, nhân phẩm tốt, trời vô 3 phút ăn giống như... Ăn mỹ mèo. Ừ, giờ hứa ngủ dữ hả? Đúng rồi, mỹ mèo dữ hả? Mỹ mèo nè. Nó kêu là hơi không? Mỹ mèo nè. Dáng mà cạp sạch thịt nha, đó. Nếu mà ăn trước là ăn hầu nữa là nuốt xương luôn nha. Đủ. Đủ rồi sao? Sao nha. Tôi nghĩ chắc 3 phút lần sau, nếu mà thêm 3 phút nữa chắc không à, không, không kịp. Cũng cho tôi thêm cho tôi 3 phút cái tôi ăn tôi hưởng thụ. Tại vì lần sau là chủ yếu là sạch thịt mà. Ăn đủ. Rồi nữa mà. Đủ, đủ, đủ. Đâu còn mấy vòng nữa. 16, 15. Bèo con. Đúng. 3 vòng nữa. 3. Sao tới đi. 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Trời kịp lúc rồi. Trời ơi, có em mới đi ca nút mèo, chắc kết nó nổ, chắc nghe không trời. Nút rồi chắc ú luôn quá. Ê, thà là nút không cho ông vô ngậm không? Ờ, nó ra nút vô ngậm nó ghê chứ mày. Á đù lắm. Ngậm rồi. Đây, lùng cà lem kìa. 1 phút lại, lùng ơi. Ông mới lên đây lùng ơi. 2 giờ tới 3 với mày. 3. Thôi 3. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nhớ bạn. Mấy ông cố đi hả? 3. 3 luôn anh. Hai ông bữa hết chán luôn. Ông nó quỷ gì hãy tôi về tới mình nha bạn. 3 cái rồi. Anh 2 vô 1 nó lặp lại. 1 nó ké quá. 3. Đâu. Quất cái hết luôn nè, chứ mày em lộn luôn đi. 1 đi. Đóng. 1 phút. Thấy trời ơi. Rồi. Ôi trời nữa. Cảm giác 1 phút không đẹp. Ông lần nãy 2 phút hả? 3. Ông mới cầm cái lên muốn hết luôn mà. 3 13. À, không người ta 1 hả? À đù dữ. À đù. Thì bỏ lại rồi. Ai cũng có 1 nha. Có mình đạt giữa 1 rồi. Đúng rồi. Nãy 3 là 3 cho luôn. Đang xét. Giải quyết bằng ngồi trời. Ông có đứt hết trời đâu có 1 với 1 không trời. Thì ông đẩy cinema tích luôn. Ông đâu tích của mình cái kèo quá. Rồi chưa? Rồi. Rồi cho mẹ tôi chụp bắt đưa cho mày nha. 1 2 3 lắm. Rồi các bạn tiếp nha. Học con phút 1 rồi đó. Các bạn tiếp nha. Qua. Gọi nó không thôi quá. Đây là những phút nước rút này nha. Phút cuối cùng đó. Ông Đạt có thể xong 3 phút này ông làm hết luôn mà chưa chắc đâu. Không thua. Tại vì hay còn sạch thịt cái nữa mới được. Mày ăn con sạch thịt nữa. Mày ăn đâu đi. Ông sạch dán nuốt kìa. À trời. Nuốt kìa. Không còn 35 giây nữa. Có 1 phút mà ăn cái ức. Ngon dữ vậy. Đây bự vào dưới này. Vậy mới đua kịp nãy giờ con giỏi à. Đi được quá trời. Rất là xương nhẹ luôn. Đủ. Nhẹ. Cái nào nuốt xuống được nuốt luôn. Trời trời giúp bà ơi. 6 5 4. Ừ bây giờ tôi quên đếm rồi. 2 1 0. Trời ơi, còn 2 phút nữa trời. 2 phút hết trơn rồi mày. Ừ. Đâu, canh đâu lộn trong cuốn con trời. Dễ nữa. Còn làm sao mà. Còn lại có bộ xương khô vậy không mà nó lộn vô bút đành đạn trời. 2 phút là mình đánh chiến thắng rồi trời. Còn làm sao mà, cứ bình tĩnh đi. Còn nói chung là mình còn lại xưa với bạn. Nếu mà như mà anh em mà còn lại dòng sai với mình là hơi mệt nha anh em. Đúng. Sao còn sao đã trơn rồi, làm sao nữa. Chưa đâu, tại ông Đại còn ông ăn chưa biết để coi ông ăn sao. Trời thua đau lòng với trời các bạn nghĩ không còn như đây thua trời đậu phòng nó còn hơn là bộ hài cốt nữa. Phải còn lục bằng này vô hai lúc đóng dữ luôn. Tới con chuyện rồi trời. Tới con chuyện luôn chứ. Ông lùn thấy là mỏi mồm mỏi miệng rồi phải không. Cả bánh gà. Rồi bữa nay ăn mắc cái vị ngon nằm mất tiêu. Con khúc bột mà mình nuốt ở cái trời trời. Ghê gớm thiệt chứ. Quá ghê gớm. Chắc hồi tôi lấy đống xương nó đi hầm gà hầm nước lên làm canh húp luôn quá. Xương luôn. Nuốt xương cổ luôn. Ăn giờ biết ở trời.
Khổ mì ngon. Nuốt xuống luôn. Còn 42 giây. Còn dòng sao nữa không Sào ơi? Còn. Còn dòng nữa. Không xíu hết không nổi. Còn... nuốt xương mà. Nuốt xương luôn. Cái gì ghê không nổi? Nuốt xương cổ luôn mà. À thì ra nó chỉ tiêu nuốt xương rồi, tao mới nuốt xác đâu được. Nó nuốt xương mày luôn hả? Ai đừng có đãi mà nuốt xương à. Ngậm họng xương trong cố đậu. Làm như đây. 19 8. Bụng cái sắc chết mất xương chết luôn á. Vậy. Sao? 12 11 10 9 8 dừng kịp lúc anh hai 5 4 3 2 1 hết giờ. Trời trời không biết trời. Ông lùng con miếng trong họng. Cậu miếng kìa rồi. Rồi. Lần này là tao tao mày. Phút rồi tụi mình lại em luôn kìa. Gáo sao? 1 phút. Rồi, thấy quả rồi đó. Ba phút. Ba phút nó chạy. Mình dán 3 phút bạn ơi. 3 phút đây. Quá bo. Yeah. 2 phút. 2 phút được rồi, 2 phút đúng được rồi. 1. 3 phút. Rồi. Ngon rồi nha, ngon nha. Chạy nha bạn ơi, mình phải đuổi liên đạn lên. Ngon à. Này chạy săn khủng long luôn nha bạn. Rồi nha. Đang hồi hộp nha. Nuốt xương bắt đầu rồi, muốn bay hoài lại nuốt xương nè. Nuốt xương luôn. Nuốt xương mới kịp đó. Sẵn sàng chưa? Rồi. Dòng này dòng cuối nha. Ok. Rồi, coi dòng này dòng cuối á. Quay đi qua phút 1. Chuẩn bị nha. 1 2 lấm. 3 phút nó còn xương mà, giờ tao nuốt xương hả? Đợi tao cả bạn nha. Ông còn cánh chưa xong kìa. Gấp chưa? Ừ. Đúng. Nào nuốt xương được thì nuốt, còn không nuốt xương được thôi. Nên chung là đang nước rút nha bạn. Đạt là ông làm lụm miếng cuối cùng đó. Ông Sàm chắc bị bỏ xa rồi. Bỏ xa. Ông Lù khỏi nói rồi. Ăn hỏi cho hết thịt rồi đó. Ông Lù với anh hai là khỏi nói rồi. Ông Lù còn phút 1 là còn lại 30 giây cuối cùng nha ông Lù. 2 phút á. Đủ. Ông Lù là còn lại 15 giây. Đừng để ngậm họng nữa nha ông nội. Ừ mà vẫn ngậm đi để coi ông Đạt đang lụm những miếng cuối cùng nha. Ông Sào bị bỏ xa rồi. Bỏ xa quá có mùi luôn. Bỏ xa quá rồi. Vô phút bỏ lại luôn mà cho ông phút một ngay xương nuốt xác luôn cái gì ông nội. Nào mình cảm thấy sạch rồi mình giơ tay nha. Kiểm cho đây lỡ trong dĩa còn một thịt nào là bú luôn á. Ừ Đạt đang kiểm tra lại nha, còn ông Sào là còn cái cánh nữa, ông thua chắc rồi ông trời ơi. Nhìn lên nha ông Đạt, ông Sào chuẩn bị nha. Cắn xương. Cắn xương gì ông nội được khùng. Rồi chứ, rồi ok. Nói chung là sạch bánh luôn nha bạn. Sạch nha. Nè sạch thay cũng nha. Không có xíu cánh luôn trời. Ủa, cái đuổi đó. Thay mình lọt vô phút là bộ khu rồi. Không, này là công nhận là sạch nha. Mà công nhận của đây tôi hên tôi quay vô 3 phút luôn trời. 4 lần 3 luôn. Ờ 4 lần 3 chơi luôn. Ê công nhận là hôm nay hơn thiệt mà. Mình lọt 1 lần 2 lần 1. Thấy thèm chứ. Còn nó 4 lần 3. Tôi 1 lần bao nhiêu 2. 1 lần hả? 1 lần là mặt lờ. Đến rồi. Biết chưa bạn. Đây là 1 lần. Có những bạn. Thôi chiến thắng đã gọi cho bạn là ừ. Đạt đã giành chiến thắng trong cuộc thi gà hôm nay nha. Chiến thắng luôn. Bỏ quyết. Chiến thắng được bản thân của mình nha bạn. Đủ. Để ông cũng gần hết rồi. Nói chung là mình chiến thắng được bản thân của mình. Rồi. Rồi ok. Tính ra anh hai còn bể, ông Lù còn bể. Dễ đủ vậy. 3 phút mà. Mà ra. Tao được nhiêu phút? 1. Ủa tôi được 3 phút lần nào ông ta? 3. 1. 1, 2, 3. Tao được. Ủa này được 2, cái 3. Này có, 1 vòng 3 phút. Đúng rồi. Tôi 12 phút. Anh hai có 1 vòng 3 phút. Được 12 phút. Nói chung là phần thưởng 5 xị hôm nay là thuộc về Mr. Quá dữ. Cú đá. Điểm là tuyệt đối là ăn thịt sạch thịt nhất luôn nha. Đúng rồi sạch thịt ra. Cái loại này ăn phẩm tôi hên đúng không? Dễ còn có miếng xương à. Rồi, thử cái đây. Lên bục nhận nha. Nhận về giải thưởng danh giá. Đúng. Đây. Giá gì trời? Rồi ok. Mấy anh em nha. Ok.
Mà nói chung thì cuộc thi của anh em mình hôm nay đã có người thắng cuộc là Đạt các bạn. Bây giờ anh em mình xin phép sẽ khép lại clip tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip này có gì đó vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye.